Uh, xin chào tất cả các bạn Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách cho các bạn nén một cái uh, thư mục hoặc là một cái ổ đĩa hoặc là một cái file Để giúp uh, giải phóng bớt cái dung lượng của ODC trên máy tính hoặc là một cái ổ đĩa nào đó bất kỳ trên máy tính Thì cách làm nó cũng đơn giản thôi Ở đây thì mình tạo sẵn một cái thư mục test compress đây rồi Để mình test thôi bởi vì là một số cái thư mục trên máy tính của mình là mình đã nén rồi Lần có cái dấu mũi tên này À, có chỉ compress với lại có cái mũi tên là mình biết là một cái thư mục nó đã nén rồi và cái trước khi cái ổ cứng mình nó nén thì nó khoảng khoảng uh, 80 đến chi... sorry, nó ba 30 đến 40 ghi trống và sau khi mình nén thì nó còn ở chừng này thôi. Nó trống rất là nhiều đúng không? Trống rất là nhiều. Và mình nén một số cái thư mục quan trọng và nó nặng nó chiếm rất là nhiều tài nguyên của ổ cứng hoặc là cái dung lượng của ổ cứng thì mình nén bớt lại. Thì cách làm nó cũng đơn giản thôi quý vị kích phải vào một cái file hoặc là một cái folder hoặc là một cái ổ đĩa bất kỳ nào đấy thì ở đây thì mình kích đúp kích phải vào một cái folder ở đây là test compress chọn property thường thường thì một cái kết hoặc một cái file nào đó mà nó không có vào thẳng cái tab general thì quý vị click vào cái tab general này ở đây thì nó tự động nó vào sẵn luôn rồi cho nên là mình để im rồi mình làm luôn sau đó quý vị chọn advance đây rồi um, quý vị tích vào cái tùy chọn compress content to save display bấm vào cái này sau đó ok thôi sau đó bấm ok đấy là quý vị nén thành công một cái folder nào đó trên máy tính rồi vậy thì cái video mình đến đây là hết và cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và nhớ ủng hộ bằng cách subscribe ở cái nút đỏ của youtube cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều